Ơi, Toàn Lưới xin mến chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Toàn Lưới ngày hôm nay. Và tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì Toàn Lưới cũng chia sẻ đến cho quý chị và các bạn cái mẫu lưới tiếp theo nha. Thì trước mặt quý chị và các bạn đây là cái lưới nè. Cái mẫu lưới này thì Toàn có đóng cái màng nè để giữ cẩn thận để cho nó không có bị ẩm ướt hoặc là mưa gì đó. Thì cái mẫu lưới ngày hôm nay Toàn chia sẻ là cái mẫu lưới Toàn làm sẵn nha, làm sẵn để khi mà khách cần thì em có cái em giao. Thì đây là cái mẫu lưới phổ biến nè, đây là cái mẫu lưới trang trí cầu thang ban công. Thì cái mẫu lưới này là cái dây thần của nó là 8 ly đó. Mẫu lưới là hình thoi, hình caro á. Rồi cạnh của cái hình thoi là 10 cm. Đó, chất liệu là dây thừng sợi đây. Đó, có màu nâu nè. Đó, màu nâu. Rồi, bây giờ Toàn Lưới sẽ gỡ bỏ cái màn này ra để quay chia sẻ đến cho quý anh chị và các bạn, để quý anh chị các bạn có thể tham khảo nha. Rồi, chào Toàn Lưới tí xíu nha. Rồi, sau khi Toàn Lưới gỡ cái màn ra và cho quay cho anh chị các bạn xem nha. Đó. Ở đây là những cái phần nối nè. Râu ri này nè, râu ri này thì khi mình lấy ra mình cắt ra. Đó thì cái mẫu lưới ngày hôm nay mà Toàn Lưới giới thiệu đến cho quý anh chị và các bạn, đây là cái mẫu lưới thường dùng trang trí ban công hoặc là cầu thang á. Chất liệu là chất liệu dây thừng sợi đây, đường kính là 8 ly. Cái cạnh của cái mắt lưới là 10 cm. Đó, và cái khổ lưới ngày hôm nay em chia Toàn Lưới chia sẻ đây là cái khổ lưới 1 m nha. Thì khi mà quý chị và các bạn mua bao nhiêu thì Toàn Lưới sẽ cắt, và cái giá nó sẽ tính theo mét vuông. Rồi, thì cái đặc điểm của cái tấm lưới này á, thì Toàn Lưới cũng thì Toàn Lưới chia sẻ luôn, thì Toàn Lưới làm một cái tấm lưới này, lưới này thì Toàn Lưới luôn có sẵn. Và cái cách mà mình đang á, thì mình sẽ những cái lưới thì tất nhiên nó sẽ có cái mối nối rồi, và cái mối nối thì Toàn sẽ để một bên xuyên suốt tấm lưới luôn. Nó ví dụ như là cái tấm lưới này khoảng 1 m nè, bên đây bên đây là liền, bên đây là Toàn Lưới không có để mối nối. Nó thì còn bên đây là Toàn để mối nối nè. Nó khi Toàn cuộn lại là cái mối nối nó nằm phía bên đây hết, còn phía bên kia là không có nối nha. Đó, thì đây là cái đặc điểm mà Toàn muốn chia sẻ đến cho quý anh chị và các bạn nha. Đó, ngoài này, ngoài kia thì nó hơi sáng cho nên hơi chát. Quay qua đây nè, cái màu thực tế nè. Đó. Thì Toàn Lưới sẽ uống cuộn như thế này. Thì như quý anh chị và các bạn cần bao nhiêu thì Toàn Lưới cắt bấy nhiêu thôi. Tại vì khi mình cắt cái này ra thì cắt cái đầu ra thì cái lưới mình nó vẫn vậy, nó không có bị bung nha. Nó không bị bung. Đó, mình cuộn lên gì nè. Rồi mình lấy cái bọc và cái màng mình quấn lại. Đó, thì giá sẽ tính theo mét vuông. Nếu mà quý anh chị và các bạn cần thì có thể liên hệ cho Toàn, inbox qua Zalo cho Toàn. Số điện thoại là 0908 099908. Đó,
Thì thường cái mẫu này Toàn sẽ có sẵn. Có sẵn thì cũng tầm khoảng 10 mấy mét thôi. Thì nhiều khi quý anh chị và các bạn nếu mà đặt hàng mà vô tình mà đúng thời điểm mà Toàn hết thì có thể đặt nha. Có thể đặt trước cho Toàn. Thì tùy theo cái số lượng và cái thời gian Toàn sẽ báo cụ thể luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem cái video mà Toàn Lưới chia sẻ ngày hôm nay. Nếu thấy thích cái video này hoặc là thấy cái video mà Toàn Lưới chia sẻ hữu ích, nhớ nhấn like và đăng ký để tiếp tục theo dõi những cái video chia sẻ trên cái kênh YouTube của Toàn Lưới. Rồi, bây giờ Toàn Lưới xin kết thúc cái video nha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi cái video của Toàn Lưới. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Ở cái chỗ này thì nó hơi chá cho nên nhìn cái màu của cái lưới nó không đúng. Bây giờ tận lưới quay gần nha. Đó, quay gần thì cái màu nó là màu nâu chứ không phải trắng đâu nha. Đó, cái màu thực tế của nó này. Nó nâu nâu nha.